Oh my god, cái bọc phòng giấy này. Để bắt, để bắt. Ôi. Chết mà, bắt bắt. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình sẽ chơi một cái game mới, đó là Witchcraft các bạn. Đây, mình phải trốn thoát ra nha các bạn. Ok. Đây là mình nè, mình đang ở trong lòng đó các bạn. Mà không biết tại sao mình đang ở trong lòng mà mình lại có một cái giàn lá các bạn. Mình sẽ lấy cái chìa phá này các bạn. Rồi, ở đây mình phải làm cái động tác nữa là ở đây. Một cái tiếng nghe ghê các bạn. Đó, mình đang ở trên lầu nha các bạn. Ở đây ở đây nó có một cái bàn tay nó kêu mình hai file nè. Ở đây nhà có phong thủy rồi cho nên mấy cái nó không cho mình vô lấy đồ các bạn. God, nó tát mình kìa các bạn. Mày dám tát rồi hả? Oh my god. Được. Ở đây mình cần lấy một cái món đồ ở trong đó đó các bạn. Lấy để mình mở đồ đó. Vậy đó. Đầu tiên mình cần mở cái căn phòng này nè. Nhưng mà đây cái đồng hồ này nữa. Cái đồng hồ này chắc mình cũng phải lấy một cái lông ở trong đó đó. Ok. Nhà của phù thủy ghê gớm đó các bạn rồi. Nè, ở đây cái ông này mình cũng cần lấy một cái tay của cái ông này nữa các bạn. Không biết bả đâu ạ. Mình sẽ vô đây mình lấy cái đền tất các bạn. Đền tất thúi nè. Không hiểu vì sao. Không hiểu vì sao mà cái bà mình phải ghê chứ cái chứ. Đây là cái tấm hình của ai đây không biết. Bà đâu ta. Bà đâu bà cười vậy ta. Thôi chạy lẹ. Đây mình đang chơi cái màn normal các bạn. Cho nên là nó cũng đỡ sợ đó các bạn. Dùng cái súng này mình bắn bả nha các bạn. Rồi. Đây mình sẽ vô đây mình cười nghe ghê quá. Đó, mình cần vô đây các bạn, mình cần vô đây để mình coi một cái. Đó, mình mở lên coi. Ở đây nó sẽ cho mình cái đồng hồ các bạn thấy đồng hồ hiện giờ là 6:40 các bạn. Cái đồng hồ này á. Nhớ các bạn 6:40 nha. Mình chút mình ra mình mở cái kia các bạn. Có lên hay không nữa. Sau đó các bạn lên trên đây nè, trên đây nè. Nó cũng có một cái hướng dẫn các bạn. Ở đây là cái hai cái cục này á, nó hướng dẫn mình á là khi mình lượm được một cái cục pháp thuật này nè. Khi mình xoay nó thì nó sẽ bay tới cái gần cái cục kia các bạn, tức là nó giúp cho mình chuyển đổi từ vị trí của hai cái cục pháp thuật đó. Ví dụ mình cần lượm cái cục này mình quay nó thì nó sẽ bay tới cái cục số 2 nha các bạn. Ok, cái đó tính sao đi. Nhưng mà nãy cái đồng hồ mình coi là 6:40 nha các bạn. Ui, bạn chưa được bả. 6:00 nè. 40 nè. Ở giữa các bạn, đúng rồi. Hả? Nó còn luôn. Hả? Sẽ lượm cái lông này. Cái lông này là mình sẽ chọc cái ông này nè. Bả đâu mà ta. Cái lông này nha các bạn. Bả đang ở đâu để mình bắn cái cho bả đứng lên coi. Ghê quá. Ổng nhả cái bàn tay ra các bạn. Hết hồn. Ổng nhả bàn tay ra rồi. Rồi mình lấy cái bàn tay lên. Ủa sao nãy giờ không thấy bà phù thủy ta. Cái bàn tay này quan trọng lắm á. Cái bàn tay này để mình mở cái hòm. Cái hòm mà chứa cái đĩa CD á. Đó, kia mình hai sai cái kìa. Giờ nó thấy cái bàn tay là nó ôi, nó quýnh mình nữa. À, mình sẽ đưa nó vô. Ok. Ui, được quá. Bây giờ mình bả đâu rồi ta.
để CD vô trong trong đây cho bạn bạn nghe các bạn. Đó. Rồi sau đó mình chạy vô đây mình trốn nha các bạn. Đó thì cái tiếng nhạc này đó nó sẽ dụ bả lại đây các bạn. Thì bả lại bả ấy thì mình sẽ dùng cái squam của mình. Đó, bả đang đi vô các bạn. Rồi bả đóng cửa rồi. Ok bả kìa. Hello. À, đây là cái cây phép thuật này các bạn. Ở đây mình sẽ dùng cái đây là cái phép thuật để mình bắn bả nè. Oh. Rồi ok. Đây mình sẽ dùng cái cây phép thuật để mình bắn cái đánh bả thử nha. Được ta. Thôi, để mình chạy tới cái kia đi, mình lắc nè các bạn. Đó các bạn thấy đây nó có cục nè. Ôi. Chết mờ và bắt được. Oh my god, cuối cùng mình cũng đã bị bà bắt các bạn. Mình chỉ cần mấy mạng thôi. Ô cái mạng này thì ở đây thì nó không có phá cửa các bạn. Để mình thử cái cây phép thuật nè. Hồi nãy mình đó. Wow, bạn thấy không, hồi nãy cái miếng giấy nó chỉ mình cách sử dụng cây phép thuật á. Ví dụ chút mình sẽ đứng đối diện với bả, mình sẽ bấm bả nè. Wow, ủa sao mình hết phép thuật rồi. Trời ơi, mình chạy hết rồi, có hai cây à hả. Ôi chạy vẫn được nha. Chết rồi, hết năng lượng rồi. Trời ơi. Đúng mình chạy biết quá, biết quá. Giờ sao ta? Giờ sao ra để xài cái cục năng lượng đây. Bây giờ mình sẽ chui xuống dưới hầm nè. Đó các bạn thấy không, chỗ này nè. Đó, chỗ này hồi nãy á. Đây này, nó gớt nè. Nhìn bà đang đứng gần đây nè. Thật ta. Cái cây này mình cây phép thuật mình hết rồi. Rồi mình sẽ lắc. Đó mình lắc mình biến giống cái cục này các bạn thấy này nó sẽ chỉ mình sử dụng cái phép thuật nè. Đó. Biếu 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 giống như cái để mình thoát ra đó các bạn. Rồi. Hình như bà đang đâu đây nè. Ổn quá. Bây giờ mình chỉ còn một cái không có bắn bà được các bạn. Ok bây giờ mình sẽ lên để mình trốn thoát đây. Ủa bà đấy bà rồi chứ. What are you doing out of your cage? Oh my god, cái bọc phù giấy này. Được quá, được quá. Yes, ok. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái màn trốn thoát khỏi bà phù tỷ chapter 1 các bạn. Nhưng mà ghê quá.
các bạn nào có chơi game này hãy để lại comment nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.